Hello mọi người, xin chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video của Huy ngày hôm nay. Hôm nay thì tiếp tục là một video và đang được rất là nhiều quý khán giả quan tâm. Hôm nay thì là một video bên Huy sẽ thanh lý rất là nhiều sản phẩm, từ cục đẩy này, loa này và mixer, và trong đó có cả vang số luôn ha. Và đây là những cái sản phẩm mà trong cái thời gian vừa qua bên Huy đã nâng cấp và thu đổi của anh khách hàng ha. Ok, bây giờ xin mời mọi người đi tìm hiểu về những cái dòng sản phẩm này ha. Thì đây là những cái dòng cục đẩy mà bên Huy đã thu về của khách. Thì tất cả những cái dòng cục đẩy như là loa và vang số thì khi bên Huy thu của khách về, bên Huy sẽ toàn bộ là mở ra, kiểm tra và sẽ làm mới lại cho tất cả mọi người ha. Đây là cái cục đẩy. Thì sau cái thời gian sử dụng thì nó sẽ có rất là nhiều bụi ở trong này, thì bên Huy sẽ tháo ra, sẽ làm mới hết, sẽ lau chùi tất cả bụi bẩn trong này để khi mà chúng ta mua cái dòng sản phẩm thanh lý này về, chúng ta sẽ sử dụng nó cho nó ok nhất ha. Và toàn bộ những cái sản phẩm của bên Huy khi mà thu về thì bên Huy sẽ coi như là kiểm tra test chất lượng của nó, là đảm bảo là sản phẩm còn chạy hoàn toàn ok thì mới bán cho mọi người, cho nên mọi người yên tâm khi chúng ta mua những cái dòng sản phẩm thanh lý của bên Huy ha. Ok, thì đầu tiên hiện tại như đây là chú Mười đang vệ sinh một cái cục đẩy CA20. Đây là một cục đẩy 24 sò. Thì bên Huy đang thanh lý luôn là giá 900 ngàn ha. Đó, đây con dòng này là 24 sò và giá thanh lý là 900. Rồi tiếp tục qua bên này. Bên này thì đây là hai cái dòng cục đẩy bên Huy thu về của khách và nó cao cấp hơn cái dòng CA20 đó. Thì thứ nhất đây là một dòng cục đẩy PS9000HZ. Đó, thì như cái cục đẩy này thì khi bên Huy thu của khách về thì nó có một cái cổng tín hiệu ở phía sau ở đây. Khi chúng ta gắm tín hiệu vô thì nó bị rột rẹt. Thì bên Huy đã xịt RP7 vô và đã làm mới và khắc phục lại cái lỗi này cho mọi người, là toàn bộ giờ nó hoạt động tốt 100% hết nha. Mọi người yên tâm. Dòng này thì sử dụng 56 con sò hai vế ở đây. Đó, và một cục tăng phu nguồn xuyến ở đây ha. Đây là hệ thống bo tụ lọc nguồn. Con này thì hình thức rất là đẹp và bên trong cái nội thất của nó nhìn cũng rất là chất lượng. Con này thì bên Huy đang thanh lý là giá 3.500.000. Chỉ có một con duy nhất thôi. Dòng này thì có thể đánh được full đôi, một cặp full đôi 40, con 100, hoặc là hai cặp array 40, hoặc là đánh súp cũng được ha. Ok, và tiếp theo đây là cục đẩy của GHS M4.8. Thì dòng này thì bên Huy đang thanh lý là 3.500.000. Và dòng này kết cấu nó là 48 con sò và nó được trang bị là hai cục tăng phu nguồn luôn ha. Đây, mình kéo cái này qua cho mọi người xem ha. Tại vì đây là mọi người có thể nhìn thấy ở đây là nó có hai con ốc đây, hai con ốc ở trên nắp này. Thì hai con ốc này là hai ốc để bắt cái cục, hai cục tăng phu của nó ha. Thì cái dòng cục đẩy GSS này nó còn khá là mới cho nên Huy sẽ không có mở ra, không có mở cái nắp ra nha. Và toàn bộ thì bên Huy đã test cái dòng cục đẩy này rồi, là hoạt động tốt hết, cho nên là bên Huy sẽ không có mở nắp ra, sẽ để luôn như này cho mọi người xem ha. Đó, cái này thì Huy thanh lý 3.500.000 luôn. Ok, và tiếp theo là bên này. Đây là một dòng cục đẩy Guộc 2 MA7200, dòng 2 kênh luôn. Con này thì bên Huy thu của anh khách hàng ở Đồng Tháp về, thì nó được trang bị là 48 con sò bên trong. Ok, xin mời anh camera có thể quay rõ vào đây ạ. Ok, và đây là bên trong của cái dòng cục đẩy này, thì nó được trang bị là 48 con sò và đây là hai cái cục tăng phu nguồn của nó ha. Thì cái dòng này thì như Huy thu của anh khách về và đã kiểm tra bên trong đây, thì do anh khách dùng nó bị chập điện cho nên là nó bị cháy mất một ít ở đây ha. Nhưng mà toàn bộ thì nó vẫn hoạt động tốt hết nha mọi người. Đó, dòng này là 48 con sò và đây là hệ thống tụ này. 2, 4, 6, 8, 8 một bên 8 và bên này 8 là 16 con tụ ha. Dòng này là 48 sò và bên Huy đang thanh lý với cái giá là cực kỳ rẻ luôn. Giá bên Huy đang thanh lý chỉ có 1 triệu thôi ha. Chỉ có 1 triệu thôi. Đó, thì mọi người lưu ý những cái giá sản phẩm của bên Huy nha. Ok, và tiếp theo thì nó còn một dòng sản phẩm nữa. Đây là một cặp loa súp, một cặp loa súp 50 bên Huy thu của anh khách ở Long An về. Ok, đây là bát súp 50, đây là cái loa bát của nó này. Bát này sử dụng là từ 220 và côn 100. Đó, bên Huy đã mở ra cho mọi người cùng xem, và thùng là thùng ván ép này, và cũng có sơn chống trời luôn cho mọi người. Ok, giá bên Huy đang thanh lý là 3.500.000 một cặp súp này ha. Đấy, một cặp súp thành phẩm nó sẽ như thế này. Đây là thành phẩm, còn cái này bên này Huy mở cái loa ra cho mọi người xem cái kết cấu bát và thùng của nó nha. Đó, một cặp này là 3.500.000 này, giá là rất là rẻ luôn rồi. Ok, và bên này thì tiếp tục là những cái dòng sản phẩm bên Huy đang thanh lý. Thì đây
Đây là một con vang số X5. Và con vang số thì chắc mọi người đều biết rồi, chỉnh âm thanh rất là hay. Ha. Trước và sau hình thức còn khá là đẹp. Thì con này hiện tại bên Huy đang thanh lý chỉ với giá là 1 triệu 500 ngàn nhé. Chỉ có một cái thôi. Ok, và tiếp theo. Đây là một dòng sản phẩm vang số nữa. Thì dòng này cao cấp hơn dòng vang X5. Dòng vang số của Mi Ready A7. Cái dòng mixer này thì dòng vang số này thì bên Huy thu lại của anh khách hàng ở Tây Ninh. Bên Huy đang thanh lý với giá là 2 triệu ha. Đó, và đây là phía sau. Đó. Rồi, và còn một sản phẩm tiếp theo nữa. Ngay bên dưới đây. Thì ở đây là cặp loa Nestle nhập khẩu nguyên chiếc của China về. Nestle PS15 4 tấc sử dụng bát 40 và chép kèn 750 ở trên ha. Dòng này thì là hàng sản phẩm của bên công ty của Huy. Thì khi mà bên Huy nhập về do quá trình vận chuyển ha thì nó sẽ bị cái dòng này nó bị cấn một chút ở đây và đó mọi người có thể nhìn thấy ạ. Cái này hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì vô bên trong của loa nhé, nhưng mà nó mất cái hình thức bên ngoài thôi, mọi người sơn lại cũng ok. Và bên dưới thì nó bị hơi bể một xíu đây. Cái này thực chất về mọi người xử lý sơn lại là đẹp luôn. Đó, thì dòng này thì như mọi người biết rồi, hàng mới thì hàng bên Huy là hàng chuẩn nhé. Đang bán với giá là 10 triệu 700 ngàn. Hôm nay thì Huy sẽ thanh lý cho mọi người với cái giá chỉ có 7 triệu 500 ngàn trên một cặp này thôi ạ. Thì những cái sản phẩm Huy vừa nói qua thì mỗi loại Huy chỉ có một chiếc, sản phẩm như cục đẩy chỉ có một chiếc thôi. Và loa thì sẽ có một cặp nha, không có cặp thứ hai đâu ạ. Ok, và tiếp theo là một cái bàn mixer nữa. Đây là cái bàn mixer Dynacord CMS1000. Cái bàn này thì bên Huy thu lại của anh khách là do anh khách đang sử dụng cái bàn này. Nhưng mà sau khi bên Huy ra cái sản phẩm mixer cao cấp thì anh khách đã đổi cái mixer này, lấy cái bàn mixer cao cấp của bên Huy. Ok, Huy sẽ quay mặt trước mặt sau cho mọi người xem. Ok, đây là mặt sau ha, mixer loại 1. Đó. Con này thì anh khách anh cũng dùng được khoảng 4 tháng rồi. Thì hiện tại thì bên Huy đang thanh lý với giá là 4 triệu 800 ngàn nhé. Cũng chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đó, và mọi người có thể đi lại một lần nữa. Huy sẽ nói lại từ đầu ha, nói lại cái giá cho mọi người được nắm rõ hơn. Thì thứ nhất là cái dòng cục đẩy CA20 này, 24 sò, đang thanh lý giá 900 ngàn. Thứ hai là cục đẩy PS9000HZ, bên Huy đang thanh lý giá 3 triệu 500. Tiếp theo là cục đẩy GHS M4.8, bên Huy thanh lý với giá là 3 triệu 500. Tiếp theo là dòng cục đẩy MA7200, 48 sò, bên Huy đang thanh lý với giá 1 triệu. Và bên dưới là cặp súp 5 tấc, bên Huy đang thanh lý với giá là 3 triệu 500 ngàn. Ok, bên này là hai dòng vang số. Thì một dòng vang số A7, bên Huy A7 đây, bên Huy đang thanh lý giá 2 triệu. Và bên dưới là dòng vang số X5, đang thanh lý với giá 1 triệu rưỡi. Ok, và loa Nestle PS15 nhập khẩu nguyên chiếc của China, giá 7 triệu rưỡi luôn. Rồi, và đây là sản phẩm cuối cùng, Mixer Dynacord CMS1000 hàng loại 1, thanh lý giá 4 triệu 800 ngàn. Đó, thì hiện tại thì như Huy vừa mới giới thiệu tới mọi người, đây là những cái dòng sản phẩm bên Huy đang thanh lý. Thì mọi người xem cái video này thì nếu mà thích cái dòng sản phẩm nào thì mọi người liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại tư vấn nằm ở góc trái màn hình để gặp chú Mười, để chúng ta được sở hữu được cái dòng, những cái dòng hàng thanh lý của bên công ty Huy nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ cho video của Huy trong suốt thời gian vừa qua ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.